Việt Nam yêu cầu một hãng phim nước ngoài phải chỉnh sửa nội dung một bộ phim tài liệu vì bị cho là phản ánh sai lệch nỗ lực tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam sau khi xảy ra vụ mất tích chuyến bay MH370 cách đây 9 năm. Chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 hành khách bị mất liên lạc trên vùng biển phía nam Biển Đông, chưa đầy một tiếng sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 sau nhiều năm tìm kiếm vẫn chưa thể xác định nguyên nhân của vụ mất tích. Tại buổi họp báo hôm 6 tháng 4, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng bác bỏ thông tin trong bộ phim MH370 Chiếc máy bay biến mất, cho rằng Việt Nam không hợp tác trong việc hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay là sai sự thật. Ngay sau khi xảy ra vụ máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, các cơ quan chức năng Việt Nam đã khẩn trương, chủ động lên các phương án ứng phó, tích cực chia sẻ thông tin, phối hợp với Malaysia và các quốc gia mong muốn triển khai tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên quy mô lớn, bà nói. Bà Hằng nói thêm Việt Nam đã hỗ trợ phóng viên nước ngoài tham gia đưa tin và rằng những nỗ lực của Việt Nam vào thời điểm đó đã được ghi nhận. Việt Nam đã yêu cầu công ty sản xuất và nhà làm phim gỡ bỏ và sửa đổi những nội dung được cho là không phù hợp, theo người phát ngôn. VOA đã liên lạc với Netflix yêu cầu bình luận về phản ứng của Việt Nam đối với bộ phim. Bộ phim tài liệu ba tập được chiếu trên Netflix từ ngày 8 tháng 3. Bộ phim tìm cách chấp nối những bằng chứng và thông tin xuất hiện trong những năm tháng sau vụ mất tích, mà phần giới thiệu của Netflix gọi là một trong những bí ẩn lớn nhất thời hiện đại. Các thành viên của Nghị viện Châu Âu nêu lên những quan ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4. Sau hơn 2 năm thực thi hiệp định tự do thương mại Việt Nam EU EVFTA. Trong thông cáo báo chí hôm 6 tháng 4, phái đoàn gồm 6 nghị viên Liên minh Châu Âu EU ghi nhận những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được trong cuộc chiến chống đói nghèo và bất bình đẳng, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. Nhưng đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Việt Nam theo lời họ. Thông cáo của các nghị viên EU đặc biệt lo ngại về không gian dành cho xã hội dân sự bị thu hẹp, việc lạm dụng các quy định mơ hồ của bộ luật hình sự để đàn áp những tiếng nói phản biện, sách nhiều các nhà hoạt động đàn áp về quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là trong không gian trên mạng và quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Phái đoàn xác nhận đề nghị của EU về tăng cường hợp tác với Việt Nam để cải thiện tình hình nhân quyền ở nước này, thông cáo viết phái đoàn cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm ở việt nam họ nhấn mạnh rằng là một phần quan trọng của thỏa thuận này việt nam đã cam kết cải thiện tình hình nhân quyền và nhấn mạnh sự thất vọng của họ vì điều đó vẫn chưa được thực hiện thông cáo viết bộ ngoại giao việt nam không phản hồi yêu cầu bình luận về các phát biểu của phái đoàn một phái đoàn lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley dẫn đầu sẽ thăm Việt Nam vào cuối tuần này và tuần sau, với mục đích thúc đẩy quan hệ song phương và quan hệ đa phương với các quốc gia thành viên ASEAN, trong đó sẽ nói về sự hung hăng của Trung Quốc. Một thông cáo của các thượng nghị sĩ và các dân biểu hôm 5 tháng 4 cho biết phái đoàn lưỡng viện đến Việt Nam và Indonesia vào tuần sau. Ngoài thượng nghị sĩ Merkley, còn có thượng nghị sĩ Chris Van Hollen và các dân biểu Pramila Jayapal Lloyd Doggett và Ilhan Omar. Mục tiêu của chuyến đi nhằm hỗ trợ các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bảo vệ và tăng cường chủ quyền và an ninh của họ trước sự hung hăng gia tăng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thông cáo viết. Việt Nam và Indonesia là những đối tác quan trọng của Mỹ, và chỉ khi cùng nhau chúng ta mới có thể giải quyết những thách thức nhiều mặt của thế kỷ này, ông Merkley nói trong thông cáo báo chí. Chuyến đi của chúng tôi sẽ là cơ hội để tăng cường không chỉ mối quan hệ với chính phủ hai nước đó mà còn giữa người dân các nước chúng ta. Tại Việt Nam, phái đoàn sẽ tìm hiểu về những vấn đề còn phải giải quyết sau chiến tranh, bao gồm các dự án tìm cách xử lý chất da cam dioxin, ra phá bom mìn và tìm kiếm các tù nhân chiến tranh và quân nhân mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Dự kiến trong chuyến đi này, đoàn sẽ đến thăm một địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long để hiểu rõ hơn về tác động của biến đổi khí hậu đối với các cộng đồng và hệ sinh thái địa phương